Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Trước giờ mở cửa phiên này thì giá vàng trên thị trường thế giới đang giao dịch quanh mức 1.661 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch vừa qua bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng là 0,36%, hiện tại đang giao dịch quanh mức 112 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì liên tục biến động, hiện tại giao dịch quanh mức 19.240 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay đang đứng ở mức 3,833% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô khép lại tuần giao dịch vừa qua bằng một phiên giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 2,36%, hiện tại đang đứng ở mức 79,670 đô la Mỹ trên một thùng. Bất chấp những bất ổn về kinh tế, thị trường vàng đã giảm liên tiếp 6 tháng qua. Hành động giá đáng thất vọng của vàng đã khiến cho các nhà đầu tư theo hướng giảm giá ra ngoài hoàn toàn khi mà tâm lý tiêu cực đã đẩy nó lên mức cao nhất trong vòng 4 năm. Dù vẫn là một tuần giảm giá nhưng giá vàng tuần qua đã có những đợt tăng giá quan trọng, có thể báo hiệu một sự thay đổi đáng kể đối với kim loại quý này. Với cuộc khảo sát giá vàng mới nhất của Kitco News cho thấy, các nhà phân tích phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ ở phố Main đều dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới khi mà giá kết thúc tuần ở mức hỗ trợ kháng cự dài hạn quan trọng sau khi mà thoát khỏi mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm. Với 16 chuyên gia phân tích tham gia vào cuộc khảo sát trên phố Wall thì có 10 nhà phân tích tương đương với 63% cho biết họ lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Dự báo giá giảm và trung lập được chia đều cho mỗi bên là 3 phiếu tương đương với 19%. Về phía thị trường bán lẻ thì trong 731 người được hỏi trong cuộc thăm dò trực tuyến thì có 389 người tương đương 53% dự báo giá vàng tăng, 225 người tương đương 31% dự đoán vàng sẽ giảm, 117 người tương đương với 16% dự đoán giá vàng đi ngang. Tâm lý tăng giá xuất hiện khi mà giá vàng kết thúc tuần với mức tăng 1%, đây chỉ là mức đóng cửa hàng tuần tích cực thứ 2 trong 8 tuần. Theo Darlene Newsom, chủ tịch nhóm phân tích của Darlene Newsom nói rằng, biến động giá vàng đã tạo ra một sự đảo chiều quan trọng trong xu hướng tăng kỹ thuật. Điều này sẽ xác nhận xu hướng trung hạn đã tăng lên, vị chuyên gia này nhận định. Ông cũng cho biết thêm rằng cũng có những dấu hiệu cho thấy đồng đô la Mỹ trong thời gian tới đã đạt đỉnh. Trung Quốc đã gây ồn ào về việc bán đồng đô la Mỹ và chỉ số này có thể tiến đến mức cao nhất trong dài hạn trên biểu đồ hàng tháng. Nếu đúng như vậy thì điều này có thể cho thấy sự dịch chuyển ra khỏi tiền mặt và sang các thị trường khác bao gồm cả vàng. Không chỉ vàng đang tạo ra một số động lực tăng giá kỹ thuật ngắn hạn, mà theo Philip Chable, vị chiến lược gia thị trường trưởng tại Bloomberg Future cho rằng, vàng và bạc đang bước vào thời kỳ giao mùa mạnh mẽ. Theo mùa, vàng đã tăng giá trong 3 tuần 12 trong số 13 năm qua, theo Philip Chable cho biết. Tuy nhiên, thì không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan về vàng trong ngắn hạn. Theo Jim Quickup, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao tại Kitco.com nói rằng, biểu đồ kỹ thuật vẫn cho thấy vàng trong xu hướng giảm giá, điều này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC kết thúc một tuần qua đồng loạt giảm mạnh về mức 64 triệu đồng trên một lượng, đây là mức thấp nhất cách đây nhiều tháng. Trong đó, ngày 28 tháng 9 vừa qua là phiên giao dịch mà giá vàng miếng SJC giảm mạnh nhất trong một tuần gần nhất. Giá vàng cũng đang ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 năm 2022. Nhà đầu tư đứng ngồi không yên khi mà vàng rớt giá mạnh. Tính từ đầu tuần, người mua vàng đã lỗ khoảng 1 triệu đồng trên lượng, còn nếu mua vàng từ đầu tháng 9 thì người mua đã lỗ gần 1,5 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại thì vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở mức 65,4 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 66,4 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Một số đơn vị thì niêm yết giá vàng miếng SJC thấp hơn các đơn vị khác khoảng 300.000 đồng trên lượng. Trong khi đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh mức 51,65 triệu đồng trên lượng theo chiều mua và 52,55 triệu đồng trên lượng theo chiều bán. So với cuối tuần trước đó thì giá vàng trang sức và giá vàng nhẫn 24K các loại đã tăng mạnh tới 1,3 triệu đồng trên lượng. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác hầu như là chưa có biến động về giá quý vị và các bạn nhé. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Vì vậy, quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn ngay sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra vẫn ở mức cao là khoảng 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.540.000, bán ra 6.642.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.510.000, bán ra 6.610.000. PNG Hà Nội mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.530.000, bán ra 6.630.000. Doji Hà Nội mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000. Phú Quý SJC mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.542.000, bán ra 6.640.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.510.000, bán ra 6.610.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.480.000, bán ra 6.580.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.540.000, bán ra 6.642.000. Đến sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác, hiện tại thì không có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra thời điểm này đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau: SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.540.000, bán ra 6.642.000. SJC Huế mua vào 6.537.000, bán ra 6.643.000. SJC Bình Phước mua vào 6.538.000, bán ra 6.642.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.542.000, bán ra 6.645.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.540.000, bán ra 6.642.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.538.000, bán ra 6.642.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé, và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.165.000, bán ra 5.265.000. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.165.000, bán ra 5.275.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.155.000, bán ra 5.225.000. Vàng 24K mua vào 5.043.3.000, bán ra 5.173.3.000. Vàng 18K mua vào 3.734.1.000, bán ra 3.934.1.000. Vàng 14K mua vào 2.861.5.000, bán ra 3.061.5.000. Vàng 10K mua vào 1.994.000, bán ra 2.194.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên sáng hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.